Hello cả nhà, em xin chào cả nhà mình nha. Hân hoan chào đón cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay em ấy sẽ gửi tới cả nhà một cái video về những cái mặt bông. Đặc biệt hôm video ngày hôm nay sẽ có một cái cây đột biến rất là đẹp, màu sắc vô cùng sặc sỡ nè. Và nó chiếm số lượng ít trên thị trường như cả nhà biết rồi. Bất cứ một cái cây gì cũng vậy cả nhà, đã gọi là nó đột biến thì nó sẽ có một cái nét đẹp riêng biệt mà không cây nào có thể giống nó được cả nhà nha. Mở đầu video ngày hôm nay em có một hướng chi liên thái dương lai tướng quân. Cái hướng này là cả nhà chỉ xài được cái một cái lá đầu này thôi cả nhà, một cái mắt đầu như thế này nè. Cái lá hướng này em chia sẻ với cả nhà là 350.000. Cả nhà chỉ xài được một cái mắt đầu này thôi nha. Đây mắt nó đang lên nè, rễ nó ấm chậu nè. Cái này tại hôm bữa không biết em làm sao mà em làm nó bung hết mắt ra cả nhà. 350.000 cho hướng chi liên thái dương lai tướng quân. Đây là một cái cây cát rất là xưa cả nhà nha. Đó, anh chị mình thích sưu tầm thì chốt nhanh giùm em, nó đang chuẩn bị bật mầm luôn nè cả nhà. 350.000. Gu anh chị nào mà màu đỏ, anh chị mình thích những cái màu sặc sỡ thì em nghĩ là cả nhà không nên bỏ qua cây này. Bởi vì nó rất là đẹp, nó rất là dễ thương luôn và nó đẹp mãi theo thời gian, nó trường tồn mãi theo thời gian luôn cả nhà. Tiếp theo. Em có một cái cây này nè cả nhà, lại một cây màu đỏ nữa. Cây này là mã T14, cây này bông rất là to. Bông nó cực kỳ to, siêu to. Và cây này nếu như mà anh chị mình trồng đạt thì thân lá rất là to. Năm kia em có sở hữu được một cái chậu tác phẩm to từ em chia từ cái anh ở Vũng Tàu của cả nhà. Thân lá rất là to, thân lá cao tầm 40-50. Nhưng mà đợt đó thì em tách chậu em nhân giống, tách chậu em bán hết rồi cả nhà. Bây giờ thì em chỉ còn những cái phần như thế này thôi. Nói chung cái này là do em trồng không đạt, nhưng mà thân lá nó cũng vẫn rất là to. Em chia một hướng đầu, dính một nhát cắt nha cả nhà. T14 em chia hướng đầu dính một nhát cắt 1.250.000. Anh chị mình thích siêu tầm mã T14 này thì anh chị mình chốt nhanh giùm em. Nói về bản thân của cái cây này thì thân lá nó sẽ rất là lực nha cả nhà. Thân lá rất là lực và rất là to. Cái này là em trồng không có đạt đâu cả nhà. Còn nếu như mà anh chị nào mà chăm cây kỹ hơn em và có năng khiếu trồng cây nữa thì chắc cú rằng cây này nó sẽ rất là to. Đặc biệt đây là một cái màu đỏ sậm lắm nha cả nhà. Bông bự, lá bự luôn. Và gu, nói về cái gu của anh chị nào mà thích bông bự lá bự á, thì không nên bỏ qua cây này, nó rất là đẹp nha. 1.250.000 cho hướng T14. Anh chị thích siêu tầm mã T14 chốt nhanh giùm em nha. Chắc có lẽ đây là cái hướng T14 cuối cùng em chốt cho cả nhà luôn á. Em còn có cái phần đuôi à. Rồi, hôm nay em có một cái cây lai chinh te để chia sẻ cho cả nhà. Lai chinh te là một cái cây đột biến nha cả nhà. Lai chinh te là một cái cây đột biến từ cái dòng mà Liuzogen. Nó sẽ đột biến. Đa số Liuzogen sẽ nở ra là sẽ là vàng lưỡi đỏ nha cả nhà. Nhưng mà cái cây lai chinh cây này đột biến thì nó sẽ thành như vậy nè cả nhà. Cây này thì nói chung là hôm qua em khui thùng ra thì nó bị sụm hết một cánh rồi. Cho nên là em không có thể mà cho cả nhà xem một cái bông nguyên vẹn. Nhưng mà em đưa lên cho cả nhà xem thì cả nhà đã biết cái màu sắc của nó sặc sỡ như thế nào. Cây này mà em mà làm buổi trưa nữa thì cả nhà nhìn cháy lắm. Tại vì có nắng lên á, một cái hoa mà mình chụp có nắng nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà tùy theo hoa nha cả nhà. Không phải cái hoa nào chụp có nắng nó cũng sẽ đẹp, nó sẽ tươi. Có những cái hoa cả nhà phải canh chụp vào mát, và có những cái hoa cả nhà chụp vào buổi tối, nhìn nó mới ra cái nét thật sự và cái nét huyền bí. Và mình sẽ tìm được cái nét đẹp tiềm ẩn của nó vào những lúc mình canh theo cái độ thời gian mình chụp đó cả nhà. Lai chinh te em chia một hướng đang hoa nha cả nhà. Cái cánh hoa này nó sụp rồi nè cả nhà. Em ghim mặt bông cho cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Lai chinh te lần nào nở cũng nói chung là cũng làm sao xuyến và lưu siêu lòng người chơi hết cả nhà. Nó rất là đẹp. Đây là một cái cây đột biến, số lượng trên thị trường rất là ít nha cả nhà. Vài ngàn cây người ta mới ra được một cây. Còn những cái cây mà bình thường thì giá chỉ tầm trăm mấy cây thôi cả nhà. Nếu mà đúng như dòng Liuzogen á thì nó giá rất là mềm và rất là dễ chơi. Nhưng mà cây lai chinh te này là một cái dòng đột biến. Giá nó rất là cao, nó cao, khá cao nha cả nhà. Anh chị nào muốn biết cái hướng bông này em bán bao nhiêu á thì anh chị thì mình có thể inbox hoặc alo em sẽ báo giá. Hướng rất là lực và rất là khỏe luôn. Và đặc biệt cái hướng này đang hoa cho nên anh chị mình khỏi phải lăng tăng về cây hay là không cây gì nữa cả nhà. Những cái cây đột biến như thế này cả nhà nên, em lưu ý cả nhà nên mua kỹ. Nên mua kỹ và nên đắn đo kỹ và nên suy nghĩ kỹ trước khi mua. Bản thân em là một cái người bán thì em cũng rất là kỹ trong cái vụ mà mua và sưu tầm những cái cây đột biến như thế này nha cả nhà. Màu rất là tươi và sặc sỡ. Đặc biệt cây này khuôn bông rất là đẹp luôn nha. Cả nhà thấy cái lưỡi của nó không? Lưỡi rất là tròn, mặc dù là mất cái cánh rồi. Đó, anh chị nào mà đang sợ sệt về hoa này hoa kia thì mình không cần phải lăn tăn về cái cây lai chinh te này nữa cả nhà nha. Rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Em chia hướng hai lá đầu rất là to. Anh chị mình thích sưu tầm sở hữu hai lá đầu này thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Lai chinh te nha cả nhà, đẹp cực kỳ. Em chỉ chia được một hướng hoa thôi cả nhà. Còn những phần sau thì
em để lại em nhân giống, rút kinh nghiệm như những năm trước, bán rồi hết trơn, không có hàng bán. Lúc sau người ta hỏi quá trời, người ta còn trả cao giá hơn nữa mà mình còn gì đâu bán cả nhà, không còn. Và cực cái là mình đi tìm nó rất là cực, đó là live trên te. Em có một hướng đây nè cả nhà, em có một hướng quýt 3, bữa giờ em có chia sẻ quýt 2. Sắp tới đây em sẽ lên một số cây quýt 2 rất là VIP cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Đa số quýt 2 VIP thì em chưa có lên trên video đâu cả nhà, em còn đang treo lẳng lơ, có những anh chị nào thật sự cần thì em mới gửi cho tham khảo thôi cả nhà. Và hôm nay em lên một chậu quýt 2 như thế này. Cái chậu quýt 2 này chiều cao của nó chỉ tầm 18 cm thôi, lá mẹ 18 cm, lá non chưa nở hết lá, mắt mũi đầy đủ nha cả nhà. Cây quýt 2 này, cây quýt 3 này thì nói chung đây là một cái phiên bản khá là đẹp luôn và khá là được lòng người chơi. Hiện tại bây giờ trên Facebook anh cả nhà thấy không, người ta đăng rất là nhiều luôn, nhưng mà đăng tìm á cả nhà chứ không phải là đăng mua nha. Đăng tìm mua chứ không phải là đăng khoe cây. Đó, có nghĩa là cây này nó rất là ít luôn. Thì anh chị, những anh chị nào sở hữu giống những cây này thì sau này anh chị mình có thể chia lại cho em nha. Anh chị mình có thể chia lại cho em. Nhưng cây của em sẽ thu nha cả nhà. Cây của em thì chắc cú là em sẽ thu rồi, cho nên là cả nhà mình cứ yên tâm. Đây, hướng hai lá rất là tiềm năng. Và cây này nó mắc nha cả nhà. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Tuy nó nhỏ nhưng mà giá trị thị trường của nó sẽ rất là cao cả nhà nha. Anh chị mình thích siêu tầm quýt 2 này thì inbox em sẽ báo giá nha. Đó là mã quýt 2 nha cả nhà. Đây, em còn một chậu 507 nguyên zin. Wow, idol của lòng em, idol cam của lòng em này cả nhà, rất là đẹp. 507 em có một chậu nguyên zin như thế này, rễ ấm chậu. Cái chậu này thì em thuần bằng than và dẫn cộng nha cả nhà. 507 này thì giá nó cũng dễ chơi thôi, nó không có cao bao nhiêu đâu cả nhà. Em chia sẻ một chậu 507 như thế này. Anh chị mình thích sưu tầm mã 507 chốt nhanh giùm em. Đây là mã 507 nha cả nhà ơi. Khoan để em coi, chết rồi, có cái cục than ở đây nó cạn như cái mắt nè, nó bị cạ, nó làm chày mất cái mắt nè cả nhà. Cái cục than nó cứng, nó cạ, nó làm chày mất cái mắt đó. 507, anh chị mình thích siêu tầm mã 507 thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn. Đây là một cái cây màu cam, đây là một cái cây màu cam khuôn bông rất là tròn, lưỡi rất là tròn, và đặc biệt em ấn tượng nhất là cái viền đỏ ở cái lưỡi nó cả nhà, đều đặn. Theo em nhận xét thì cây này nó sẽ rất là đẹp luôn. Và trên thị trường thì 90% anh chị nở cây này sẽ rất là đẹp. Nếu mà nói về cái độ không đẹp của nó, có nghĩa là cái màu cam nó sẽ nhạt hơn một xíu thôi. Còn nói về cái lưỡi hoặc là cái cánh và cái độ chồng của cánh thì em nghĩ là không có chỗ chê đâu cả nhà, nó rất là đẹp. Anh chị mình thích siêu tầm mã 507 này thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn nha, 507. Rồi em còn một hướng 40 Vũng Tàu để chia sẻ cho cả nhà. 40 Vũng Tàu, em có một hướng 40 Vũng Tàu rất là lực và rất là đẹp luôn. Cái hướng 40 Vũng Tàu nha cả nhà ơi, hướng đầu hai lá zin. Anh chị mà thích siêu tầm 40 Vũng Tàu thì anh bốc cho em liền. Đây là một cái chậu tác phẩm hiện tại đang đi 3-4 hướng của em, nhưng mà em đã cắt bớt một hướng rồi. Và 40 Vũng Tàu nhà em bán cây rất là lực, cho nên là không thể nào so sánh với những cây bé được cả nhà nha. Tại vì em cũng chia sẻ thật sự, có một số anh chị kêu là 40 Vũng Tàu thì nói chung là có một số anh chị kêu là cây lực như thế này mà bán giá đồ. Bán giá tại sao lại kiểu như là cao hoặc là mềm hơn á. Và em sẽ nhìn theo cái tạng cây mà em bán. Anh chị nào mà muốn sở hữu nguyên một cái chậu tác phẩm này thì có thể inbox cho em nha cả nhà. Nhưng mà cái này em thích bán hướng hơn cả nhà. Bán hướng thì mình có hướng mình bán dài dài. Nếu như mà anh chị nào mạnh tiền quá thì em có thể tìm chậu khác. Còn cái này em thích bán hướng hơn. Đó, 40 Vũng Tàu nhà cả nhà mua ở nhà em thì cả nhà không cần phải lăn tăn. Cây rất là đẹp và rất là lực luôn. Đó, anh chị mình thích siêu tầm thì mời cả nhà mình cùng lên đơn. Những cái cây này thì không có chỗ chê rồi cả nhà. Bán hoài mà bán cũng không đủ hàng mà bán. Có những cây mình bán hoài người ta mua, người ta có hết người ta sẽ không mua. Nhưng mà đối với những cái dòng 40 đời đầu như thế này thì đối với ai thì em không biết, nhưng mà đối với em là em bán hoài, bán quanh năm suốt tháng, bán lúc nào cũng được nha cả nhà. Đó, nhân dịp đây thì anh chị nào có 40 Vũng Tàu mà dư giả, chia lại cho em một cái giá mà để em ra em có thể kiếm một ít lời á, thì em xin thu hết nha cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà mình nha.